Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2024, hòa chung không khí của cả nước đón chào năm học mới, trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Hiệu ban giám hiệu thầy cô cùng tất cả các em học sinh thân mến, thực hiện theo kế hoạch số 96 KHSGDD ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc chuẩn bị tổ trường và khai giảng năm học 2024-2025. Đến dự buổi lễ khai giảng với thầy và trò nhà trường có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh, lãnh đạo phường 3 thành phố Vị Thanh, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với nhà trường giúp đỡ học sinh trong những năm qua. Phía Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Quang Nhãn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Đan, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Về phía lãnh đạo thành phố Vị Thanh, thầy trò trường Trung học phổ thông Vị Thanh trân trọng được đón tiếp đồng chí Phan Vĩnh Lộc, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Về phía đảng bộ phường 3 xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Minh Điền, bí thư đảng ủy phường 3 thành phố Vị Thanh. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể ở thành phố Vị Thanh, các nhà tài trợ đã luôn đồng hành và giúp đỡ các học sinh trong những năm vừa qua. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía nhà trường xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Duy Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cùng toàn thể quý thầy cô trong ban giám hiệu, quý thầy cô là giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường và hơn 1.300 học sinh của trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã có mặt cho buổi lễ hôm nay. Đến dự và đưa tin cho buổi lễ khai giảng hôm nay còn có các phóng viên báo đài ở tỉnh Hậu Giang và thành phố Vị Thanh. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các học sinh đã về tham dự buổi lễ hôm nay. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Vị Thanh chào đón 480 em học sinh khối lớp 10, được biên chế thành 11 lớp. Khối lớp 10 năm nay tiếp tục được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, với các lớp được phân hóa theo các tổ hợp môn học phù hợp với sở thích, sở trường, năng lực, xu hướng nghề nghiệp của các em và tình hình biên chế giáo viên của nhà trường. Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phan Vĩnh Lộc, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh đã thay mặt đảng bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh đọc thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, tôi xin đọc thư của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2024, thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, tôi thân ái gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em. Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc ngày 3 tháng 11 2018. Thiên tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển cho ngành giáo dục và đào tạo. Năm học 2023-2024,
sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nền giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua, phấn đấu của thầy trò cả nước, cũng như sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của ngành giáo dục, sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh trong thời gian qua. Năm học mới 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp, từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi mong ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể. Nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên và sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai con em chúng ta phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục. Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công các cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm học 2024-2025 cũng như nhiều năm qua, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh luôn được sự đồng hành và giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng rất nhiều phần quà và học bổng đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những nguồn động viên kịp thời, thiết thực và có ý nghĩa rất lớn giúp các em vượt qua những khó khăn, yên tâm bước vào năm học mới. Thầy Trần Văn Bảo và chúc mừng tất cả các em học sinh đã nhận được quà như học bổng. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh thân mến, thời khắc đánh dấu một năm học mới sẽ bắt đầu ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Duy Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên tuyên bố khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa đồng chí Đào Văn Nhãn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang. Kính thưa đồng chí Lê Minh Đan, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Kính thưa đồng chí Phan Vĩnh Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh. Kính thưa đồng chí Tô Minh Điền, Bí thư Đảng ủy phường 3 của thành phố Vị Thanh. Kính thưa ông Lê Thành Chức, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Kính thưa ông Kha Thành Kha Phát, trưởng ban hội khuyến học của nhà trường. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý phụ huynh, thưa quý thầy cô và cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trước khi tuyên bố khai giảng năm học mới,
Tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của trường Trung học phổ thông Vị Thanh xin trân trọng gửi lời ghi ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, các tổ chức và các cá nhân đã có những phần quà hỗ trợ vật chất về tinh thần cho các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh thuộc diện nghèo, hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn nhân ngày khai trường năm học mới. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, ủy viên kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng 50 ba lô học sinh cho học sinh nghèo, học sinh khó có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai trường. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Đan, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 tặng cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn nhân ngày khai trường. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đã dành tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn nhân ngày khai trường. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Vị Thanh đã tặng 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang đã tặng 2.500 quyển tập cho học sinh nghèo. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Võ Quang Vinh, cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tặng 6 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn tất cả các tổ chức, các cá nhân đã có những lãng hoa và phần quà góp phần cho buổi lễ thêm phần long trọng. Xin cảm ơn tất cả các tổ chức, các cán bộ, cá nhân có những suất học bổng cùng với những phần quà cho buổi lễ khai giảng hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong thời khắc trang trọng và đầy cảm xúc, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2024-2025. Xin nhiệt liệt chào đón tất cả các em học sinh. Tiếp theo, xin đại diện nhà trường xin phép được đánh trống khai giảng năm học mới. Buổi lễ khai giảng năm học 2024-2025 đến đây là kết thúc. Và cuối đời xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu dồi dào sức khỏe. Chúc các em học sinh và chuẩn bị năm học mới thành công tốt đẹp. Và xin trân trọng kính chào.